Và bây giờ chúng ta bắt đầu tới nguồn hàng ở Mỹ. Nhiều người thì nói rằng hàng hóa ở Mỹ thì quá đắt cho nên là khó bán. Cái quan niệm này thì thật sự là sai lầm. Lý do đắt là đắt so với túi tiền của bạn thôi. Đắt so với mặt hàng, đắt so với cái mặt bằng giá Việt Nam. Chứ người giàu mua hàng ở Mỹ là lựa chọn rất là thông minh. Vì sao? Vì hàng ở Mỹ về chất lượng thì giá nó tốt so với số tiền bỏ ra để mua sản phẩm đó. Còn giá thì so với giá sản phẩm cùng loại bán ở store Việt Nam thì mua hàng Mỹ lúc nào giá cũng rẻ hơn. Xài hàng Mỹ lúc nào cũng sướng hơn nhiều so với hàng Việt Nam. Thông tin, nếu mà bạn không tin, các bạn có thể thử vài lần mua hàng ở bên Mỹ thông qua eBay hoặc là Amazon. Các bạn sẽ cảm nhận được chất lượng hàng hóa như thế nào để so sánh với cái hàng đang bán ở Việt Nam và châu Á nói chung. Kể cả là hàng cùng loại bán hàng ở bên Mỹ, cùng loại đang bán ở Việt Nam thì mua bên Mỹ lúc nào hàng cũng tốt hơn mua ở Việt Nam. Bởi vì cái chất lượng mà của châu Âu, tức là muốn nhập vào châu Âu thì cái chất lượng nó phải khác so với nhập vào châu Á. Tôi lấy ví dụ như là đôi giày Nike mà tôi mua ở Mỹ giá khoảng 100 đô. Tôi sẽ tìm cho các bạn xem đôi giày Nike mà tôi đã mua. Đó là một đôi giày Nike Fly Canis. Thì vào cái thời điểm mà giá ở Việt Nam mình bán giá gần khoảng 5 triệu đồng cho cái mã hàng này cùng loại. Thì tôi mua ở Mỹ khoảng giá khoảng chừng khoảng khoảng 100 đô. Thì tương đương khoảng chừng 200 mấy ngàn ở Việt, 2 triệu mấy ở Việt Nam thôi. Tức là bằng khoảng nửa giá so với giá ở Việt Nam. Chính xác là tôi mua cái đôi này. Kệ nó, nói chung là giá thì lúc nào mua bên Mỹ thì cũng rẻ hơn phân nửa so với store Việt Nam. Nhưng mà ai cũng đi nhập hàng ở Mỹ về bán thì rất là cạnh tranh, đúng không ạ? Vậy nên thì mới phải cần đến cái mẹo ở trong kinh doanh. Người ta hơn nhau cạnh tranh được hay không trên thị trường là nhờ cái mẹo này. Thứ nhất là bạn phải có lợi nhuận ngay từ lúc nhập hàng. Thì khi mà các bạn mua nhập vào với cái giá rẻ thì các bạn có lợi nhuận ngay từ cái lúc nhập hàng rồi. Cái thứ hai là giá nhập hàng của bạn phải rẻ hơn giá nhập hàng của đối thủ, thì cũng liên quan đến cái vấn đề là phải nhập hàng với giá rẻ hoặc là đàm phán với người bán để mà mình có một cái giá nó tốt nhất có thể. Cái thứ ba là chi phí nhập hàng của bạn phải rẻ hơn đối thủ cạnh tranh, và cái tốc độ nhập hàng phải nhanh hơn cái đối thủ cạnh tranh. Tức là sao? Tức là các bạn phải lựa chọn cái dịch vụ vận chuyển thật sự uy tín, tốc độ nhanh và giá nó phải rẻ hơn so với cái dịch vụ vận chuyển mà đối thủ cạnh tranh của bạn lựa chọn để chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam. Và cái thứ tư là hỗ trợ sau bán hàng phải tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Tức là sao? Cái việc mà vận chuyển hàng từ Mỹ về Việt Nam đã khó rồi. Mà nếu như mà khách hàng trả hàng mà bạn chuyển ngược từ Việt Nam chuyển sang Mỹ thì cực kỳ khó. Chính vì vậy bạn phải có một cái chiến lược kinh doanh nó phải phù hợp hơn để mà các bạn hỗ trợ khách hàng của bạn. Như vậy thì nó cũng liên quan đến cái vấn đề là giá nhập hàng của bạn. Nếu mà giá nhập hàng của bạn mà nó rẻ, thì nếu như mà khách hàng có lỡ trả hàng lại, thì bạn chấp nhận bạn ôm cái hàng đó luôn. Bạn thà bán hòa vốn. Nhưng mà nếu như mà đối thủ cạnh tranh của bạn không có nhập được cái nguồn hàng giá rẻ như vậy, không không rẻ được phân nửa, thì nếu mà khách hàng trả hàng, ôm hàng thì nó sẽ không có hòa vốn được mà nó sẽ lỗ. Các bạn hiểu vấn đề chưa ạ? Nếu mà chưa hiểu vấn đề thì cứ nghe clip, nghe đi nghe lại thì sẽ hiểu. Để có lợi nhuận ngay từ lúc nhập hàng, bạn cần có danh sách khách hàng mong đợi sản phẩm đó trước khi mà bạn nhập hàng đó về. Bạn phải đo lường được cái lượng khách hàng tiềm năng bằng cách là bạn phải làm cái công việc marketing trước khi nhập hàng. Bạn phải lấy được danh sách khách hàng thì bạn hẹn họ lại chờ hàng về thì chăm sóc khách hàng và giao hàng cho họ. Hàng vừa về là bạn đã có khách hàng và bán sạch rồi. Thì để làm được việc này thì các bạn cần phải là lấy cái hình ảnh sản phẩm, thông tin sản phẩm về đăng lên mạng bán trước, đăng lên Facebook, đăng lên website, đăng lên trên những cái trang thương mại điện tử như Sendo, Tiki hoặc là Shopee. Thì sau khi các bạn có khách hàng thì các bạn hẹn với khách hàng là hàng nó hết hoặc là hàng nó chưa về, vân vân.
các bạn phải có lý do, rồi sau đó hẹn với khách hàng khoảng 1 đến 2 tuần nữa hàng về mình sẽ gọi lại. Thì như vậy thì các bạn có được thông tin là khách hàng đang có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm này. Và cái tỷ lệ mà hàng các bạn về tới nơi các bạn gọi và các bạn chăm sóc lại những khách hàng đó thì khả năng các bạn bán được hàng rất là cao và mau hết hàng. Đây cũng là một cái mẹo ha. Để có lợi nhuận ngay từ lúc nhập hàng thì bạn cũng cần là cái giá nhập rẻ hơn đối thủ cạnh tranh bằng cách là đàm phán với nhà cung cấp mua số lượng lớn hoặc là đề nghị với cái mức giá tốt hơn. Đừng ngại đặt ra cái câu hỏi là có thể có giá tốt hơn cho tôi với số lượng này hay không. Cái việc mà bạn mua hàng thông qua eBay hoặc là Amazon, các bạn đều có thể là chat với lại cái người bán, tức là chat với cái shop bán ở bên đó, đàm phán với họ về giá. Có một số sản phẩm đăng lên trên eBay họ còn cho phép bạn là trả giá nữa. Tôi lên trên eBay cho các bạn xem, search thử một cái sản phẩm nào đó để hy vọng là nhìn thấy để các bạn dễ hình dung. Mình sẽ search Surface, các bạn sẽ nhìn thấy có một số cái sản phẩm nó cho phép bạn thỏa thuận về giá. Đây có cái từ best offer, các bạn thấy không ạ? Cái từ best offer đây, cái sản phẩm này, khi mà bạn thấy có cái chữ best offer ở đây thì tức là họ cho phép bạn là thỏa thuận cái giá. Bạn muốn mua giá bao nhiêu thì bạn có thể điền cái giá của bạn vào đây bằng cách là nhấn vào nút make offer. Tôi cũng có một cái bài hướng dẫn cho các bạn cách để mà đấu giá ở trên eBay và mua hàng ở trên eBay. Thì các bạn có thể học cái bài đó để các bạn biết cách tự đấu giá và mua hàng trên eBay. Và chỉ cần nhờ đơn vị vận chuyển chuyển hàng về thôi. Còn nếu như các bạn không biết hoặc là cố tình không biết bởi vì thời gian mình không có thì các bạn có thể nhờ cái đơn vị nhập hàng họ đặt hàng giúp bạn luôn. Họ làm rất là nhanh. Tôi sẽ hướng dẫn những cái trang web để các bạn có thể săn hàng khuyến mãi và giảm giá.